Xin chào tất cả các bạn. Nước ta có bờ biển trải dài tới 3.260 km, hàng triệu km vuông thềm lục địa, hàng ngàn con sông. Diện tích núi rừng chiếm đến 40% với những cánh rừng nguyên sinh, hệ động vật và thực vật vô cùng phong phú. Với thiên nhiên cực kỳ ưu đãi, ở Việt Nam hầu như tỉnh nào cũng có núi, ngay cả những tỉnh ở đồng bằng sông Hồng hoặc miền Tây Nam Bộ. Nhưng bạn có biết, vẫn có một tỉnh đồng bằng không có cả rừng, biển và núi. Đây là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Địa giới hành chính giáp 5 tỉnh, thành phố là phía Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía Tây Bắc giáp thành phố Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình, phía Tây Nam giáp tỉnh Hà Nam. Vâng, chắc hẳn đến đây thì mọi người đã đoán ra tỉnh thành mà chúng ta cùng khám phá trong video ngày hôm nay. Đó chính là tỉnh Hưng Yên. Dù không có lợi thế về rừng biển, nhưng vùng đất Hưng Yên vẫn giữ cho mình một chỗ đứng riêng trong nhịp thăng trầm cổ kính, không ồn ào, phô trương. Những công trình tôn giáo, tín ngưỡng cổ kính hay lễ hội đã tạo nên không gian văn hóa vừa đa dạng hình thức, song cũng vô cùng đậm đà bản sắc. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 1.802 di tích các loại, trong đó có 2 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, khu di tích Phố Hiến và Chùa Thái Lạc, 3 bảo vật quốc gia, 168 di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp quốc gia, đứng thứ 3 cả nước về số lượng di tích được xếp hạng cấp quốc gia, sau Hà Nội và Bắc Ninh. Hưng Yên cũng là vùng đất có nhiều đặc sản nổi tiếng, nhiều loại đã từng được tiến vua, nhãn lồng, gà đông tảo. Trước khi đến nội dung chính của video, các bạn đừng quên bấm like, share video để ủng hộ chúng tôi trên mỗi hành trình. Xin chân thành cảm ơn! Tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, phía Tây Bắc giáp Hà Nội, phía Bắc giáp Bắc Ninh, phía Đông giáp Hải Dương, phía Nam giáp Thái Bình. Tỉnh Hưng Yên cùng với Thái Bình là hai tỉnh bằng phẳng nhất cả nước khi mà hoàn toàn không có núi đồi. Hưng Yên là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Năm 2022, Hưng Yên là đơn vị hành chính Việt Nam có dân số khoảng 1.3 triệu người, xếp thứ 28 về dân số, năm, mật độ trung bình 1.400 người km², xếp thứ 4 cả nước. Quy mô GRDP đạt 132.176 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 102,3 triệu đồng trên người, tương ứng với 4.396 đô la Mỹ, xếp thứ 12 cả nước và đứng thứ 6 khu vực Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình hàng năm giai đoạn 2011 đến 2020 trên 7,5%, 6 năm 2022 tăng 13,4%, đứng thứ 5 toàn quốc. Nhắc đến Hưng Yên thì không thể không nhắc tới di tích Phố Hiến. Trước đây từng là một thương cảng quốc tế diễn ra các hoạt động mua bán tấp nập. Ngày nay, Phố Hiến không còn sầm uất, nhộn nhịp như xưa nhưng giá trị lịch sử thì vẫn luôn tồn tại. Quần thể di tích Phố Hiến gồm có Chùa Hiến, Đền Mẫu, Hồ Bán Nguyệt, Chùa Chuông, Văn Miếu Xích Đằng. Mỗi công trình kiến trúc đều chứa đựng những giá trị văn hóa riêng. Phố Hiến là một địa danh lịch sử ở thành phố Hưng Yên. Vào các thế kỷ 17 đến 18, nơi đây là một thương cảng cổ nổi tiếng của Việt Nam. Lúc ấy, Phố Hiến là một đô thị trải dài theo bờ tả ngạn sông Hồng. Ngoài kinh đô Thăng Long, kẻ chợ là thủ đô phồn vinh nhất nước, Phố Hiến đã là một đô thị nổi bật đứng ở vị trí thứ hai. Dân gian có câu, thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Văn bia chùa Thiên Ứng, dựng năm Vĩnh Tộ thứ 7, 1625, đời vua Lê Thần Tông, đã ghi Phố Hiến nổi tiếng trong bốn phương là một tiểu Tràng An, tức một kinh đô thu nhỏ. Trải qua những thăng trầm cùng lịch sử đất nước và qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay Hưng Yên có diện tích tự nhiên 930 km², rộng hơn Hà Nam, Bắc Ninh, với dân số khoảng 1.3 triệu người. Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình và Bắc Ninh. Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại thành phố Hưng Yên, nằm cách thủ đô Hà Nội 64 km về phía đông nam, cách thành phố Hải Dương 50 km về phía tây nam. Thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu là quê hương của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hưng Yên có hệ thống giao thông quan trọng nối giữa các trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng Bắc Bộ như quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng. Ngoài ra có quốc lộ 39A, 38B nối từ quốc lộ 5A qua thành phố Hưng Yên đến quốc lộ 1A qua cầu Yên Lệnh, đường nối hai cao tốc 5B và quốc lộ 1A qua cầu Hưng Hà và quốc lộ 10 qua cầu Triều Dương, là trục giao thông quan trọng nối các tỉnh Tây Nam Bắc Bộ như Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa với Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.
những tuyến giao thông huyết mạch kết nối và lan tỏa không những trong tỉnh mà còn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, qua đó đã thúc đẩy giao thương, sản xuất phát triển, tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư và đẩy mạnh quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh, là động lực to lớn để Hưng Yên phát triển. Về kinh tế, năm 2022 tăng trưởng GRDP đạt 13,4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,5%, xây dựng tăng 41,52%, thương mại dịch vụ tăng 19,32%, nông nghiệp thủy sản tăng 2,5%. Trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản 7,49%, công nghiệp và xây dựng 63,91%, dịch vụ 28,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6,7%. GRDP đầu người đạt 102,3 triệu đồng tăng 16% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu 6,3 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách năm 2022 đạt 50.850 tỷ đồng bằng 260% dự toán, tăng 2,67 lần so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư phát triển 57.600 tỷ đồng tăng 46%. Sản phẩm công nghiệp của tỉnh rất đa dạng là dệt may, giày da, ô tô, xe máy, điện tử, điện dân dụng, công nghiệp thực phẩm, cơ khí chính xác, thép xây dựng. Cơ cấu theo hướng phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ đang là chủ đạo. Tính đến tháng 6 năm 2022, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hơn 211 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, đăng ký thực hiện 515 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 6.1 tỷ đô la Mỹ. Số lao động sử dụng của các doanh nghiệp FDI hiện nay khoảng 60.000 người. Nhưng phân hóa kinh tế không đồng đều giữa các khu vực trong tỉnh đang gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh cũng như cho những vùng, khu vực kinh tế còn chậm phát triển trong tỉnh. Tỉnh Hưng Yên được phân chia thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện. Huyện Văn Giang là điểm nhấn nổi bật trong quá trình phát triển đô thị ở tỉnh Hưng Yên. Huyện Văn Giang được quy hoạch là đô thị với tính chất trung tâm kinh tế, dịch vụ thương mại công nghiệp phát triển nhà, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Giáo dục đào tạo của khu vực là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Chung quanh vùng đô thị hóa tập trung là các vùng đệm, phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ. Vùng bãi ngoài đê phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch, cảnh quan môi trường, gắn với các khu dân cư hiện hữu được cải tạo, nâng cấp, nông nghiệp sinh thái. Khu trung tâm đô thị Văn Giang được xây dựng tại khu vực phía nam đường vành đai 3,5 vùng thủ đô, thuộc địa bàn thị trấn Văn Giang, xã Long Hưng, diện tích khoảng 40 ha. Đặc biệt, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có hai khu đô thị rất lớn là Vinhomes Ocean Park 2 và khu đô thị Eco Park. Khu đô thị Eco Park có tổng diện tích lên tới 500 ha, bao gồm đất ở 168 ha, đất thương mại, du lịch và dịch vụ 111 ha. Đất giao thông đô thị 85 ha. Đất cây xanh mặt nước 109 ha. Đất công trình công cộng 24 ha. Eco Park là khu đại đô thị đã được hình thành ngay sau khi cầu Thanh Trì và Vĩnh Tuy được đầu tư. Khu đô thị sinh thái này nằm tại huyện Văn Giang, Hưng Yên, cách trung tâm Hà Nội khoảng 13 km. Được khởi công từ năm 2009 và được chia làm 9 giai đoạn trong 20 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Khu đô thị do công ty cổ phần Eco Park làm chủ đầu tư với số vốn ước tính trên 8,2 tỷ đô la Mỹ. Khu đô thị Eco Park có diện tích gần 500 ha nhưng diện tích hồ điều hòa đã lên tới 100 ha, đóng vai trò như lá phổi lớn tạo nên môi trường và không khí trong lành hiếm khu đô thị nào có được. Bên cạnh đó, các dòng sông còn góp phần tạo nên những điểm nhấn như cầu Bắc Hưng Hải hay các điểm du lịch bên bờ sông cùng khu biệt thự sở hữu không gian mở, hòa mình cùng thiên nhiên. Vinhomes Ocean Park 2 tọa lạc trên địa phận hai xã Long Hưng và Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Dự án là một phần của thành phố du lịch Ocean City Hà Nội rộng lên tới 1.200 ha với 3 quận biển, quận Ocean 1, Downtown là Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, quận Ocean 2, Midtown là Vinhomes Ocean Park 2, quận Ocean 3, Uptown là Vinhomes Ocean Park 3. Nằm tiếp giáp với dự án là hai tuyến đường quốc lộ 5B, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường vành đai 3.5. Trong đó, tuyến đường 5B sẽ là trục đường chính nối cả 3 quận biển của thành phố du lịch Ocean City. Đồng thời, đây cũng là trục giao thông chính giúp cư dân quận Ocean 2 kết nối tới trung tâm thành phố cũng như các tỉnh thành phía đông. Tuyến giao thông còn lại là đường vành đai 3.5 hiện tại đã xong đoạn đường chạy qua khu đô thị. Trong tương lai, đường vành đai 3.5 chạy qua cầu Ngọc Hồi sẽ là cầu nối trực tiếp giữa Vinhomes Hưng Yên với khu vực phía nam thành phố Hà Nội.
Vinhomes Ocean Park Hythe Empire do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với số vốn ước tính hơn 38.000 tỷ. Có tổng diện tích 458 ha với quy mô 65.000 người. Khu phức hợp bể bơi tạo sóng lớn nhất thế giới với quy mô 18,1 ha sẽ là một trong những tiện ích lớn nhất tại khu đô thị Vinhomes Dream City. Khu đô thị Vin Hưng Yên sẽ là dự án thấp tầng lớn nhất của Vinhomes tính đến thời điểm hiện tại. Sản phẩm chiếm đa số trong dự án là liền kề. Bên cạnh đó, Vin Hưng Yên cũng có đầy đủ các sản phẩm, 24 tòa cao tầng với chiều cao 27 tầng, shop house, liền kề và khu VIP đảo biệt thự đơn lập giữa hồ. Một số địa điểm tham quan khi tới Hưng Yên như Phố Hiến, Làng Nôm, Đền Trừ Đồng Tử, Làng Thủ Sĩ, Chùa Phúc Lâm và một số món ngon phải thưởng thức khi tới Hưng Yên như chả gà tiểu quan, nhãn lồng, chè long nhãn hạt sen, bánh răng bừa phụng cưa. Các bạn thấy sao về phố Hiến Hưng Yên? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.